sau cơn mưa. Wow, tất cả xanh rờn. Đây là coi kìa, cái lá đâu má nè. Wow, nó bự quá chừng luôn, to quá chừng luôn. Rất organic miracle grow. Wow, to chưa, cái ngọc mập tập lắm, bỏ nó đi rồi đó mà mấy cái mập vậy. Giờ ngồi đây đó, không quế nè, nó không lũi chứ nào, quá chừng ở đâu râm nè. À, hôm qua ở San Jose mình có mưa đó, tháng 6 mà nó còn mưa đó, nó mất mấy bữa nữa mưa nữa đó. Hôm nay là mùng 6 tháng 6 đó. Hôm qua mưa có 30% thôi mà nó tươi tốt như thế này đây nè, đẹp chưa. Bây giờ coi gom được cái gì, gom cắt được gì cắt nha.